cây ngày mình sẽ đi từ trên xuống dưới ha, từ trên xuống dưới xuống cho nó dễ. Sáng nay thì mình cũng có nói sơ rồi nên cái bệnh án này thì mình chắc cũng tương đối nhanh. Rồi đầu tiên về phần hành chánh ha, phần hành chánh thì có ai có ý kiến gì không? Nó đầy đủ chưa hay nó còn thiếu nội dung gì? Thầy chỗ nghề nghiệp mà chỗ nghề nghiệp lúc trẻ Nghề nghiệp bệnh nhân này 69 tuổi rồi ha, thì nghề nghiệp nội trợ, nhưng mà mình coi coi là trước đó là bệnh nhân có làm cái nghề nghiệp gì đặc biệt hay không ha, nếu có mình mở ngoặc ra lúc trẻ làm cái nghề gì. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi còn cái gì nữa không? Phần hành chánh này cũng tương đối đầy đủ ha, nhưng mà cái phần liên lạc người nhà nè, mình có thể để tới số điện thoại thôi ha, phần địa chỉ của cái người nhà cũng không có cần chi tiết quá như vậy đâu, chủ yếu là mình cái địa chỉ của bệnh nhân á ha, đang ở thì nó rõ ràng được chưa. Rồi về chuyên môn, lý do vào viện với bệnh sử thì các bạn có góp ý gì trong cái bệnh án này hay không? Bệnh bệnh án là chủ yếu các bạn nói nha, mình chỉ tổng hợp lại thôi. dạ thầy, theo em thì có biết thêm chỗ cái có điều trị thuốc giảm đau gì hay không này? Có nghĩa là bệnh nhân có xử trí gì hay không á, đúng Dạ không? xử trí, dạ xử trí chỗ 3 ngày ở ở nhà đó. Có sự thiếu nè, những nội dung thiếu có xử trí gì hay không và cái đau gối của bệnh nhân mà khi trước khi vào viện đó. Rồi nếu mà mình hỏi thì có xử trí gì hay không thì bệnh nhân trả lời có xử trí bằng phương pháp đó đó. Thì mình còn hỏi thêm cái gì nữa, khai thác thêm cái gì nữa. Dạ thầy, mà hỏi là nếu mà có xử trí vậy thì có giảm được hay không? Có giảm hay không, được chưa? Rồi. Còn gì nữa không? Dạ em nghĩ là thêm cái mức độ đau của bệnh nhân, đau nhẹ, đau vừa, đau âm ỉ hay là đau khủng khiếp thì chưa thấy. Mình lấy ha mức độ đau của bệnh nhân, được chưa? Vậy thầy em góp ý là ngoài cái tính chất đau không lan thì bên cạnh đó còn có những cái triệu chứng kèm theo như là có sưng, có đỏ cái đầu gối hay không, có người có bệnh nhân có sốt không? Kèm theo là cái vùng khớp đó đúng không, cái vùng gối đó đó à, bệnh nhân cái này là mình phải nói rõ là bệnh nhân nha, tại vì cái bệnh sử là triệu chứng cơ năng do người bệnh khai với thầy thuốc, được chưa? Bệnh nhân có thấy gì, có thấy vùng đó nó đỏ lên hay không ha, có thấy sưng lên hay không và có cái chuyện các triệu chứng khác ví dụ như sốt hay không. Rồi thì cái bệnh sử á, ha thì bệnh nhân vào viện với mình vì cái triệu chứng đau gối thì để cho các bạn nói chung là để cho mình hồi sáng mình đã học rồi là phải có những cái nội dung mà hồi sáng mình đã khám đó ha, mình khô chú lại thì nó vẫn theo cái bảy thuộc tính của triệu chứng thôi ha, vị trí nè, thời gian, hướng lan, tính chất, cường độ, yếu tố tăng giảm kèm theo, được chưa? Đây là bảy thuộc tính mà bất kỳ cái triệu chứng nào ha, mình cũng phải mô tả được ở trong cái bệnh sử của bệnh nhân. Đầu tiên là vị trí thì mình thấy đã có chưa, có rồi ha, là ở cái vùng vùng gối bên bên phải. Rồi thời gian ở đây thì bao gồm luôn cả hoàn cảnh khởi phát luôn nha, cách nhập viện 3 ngày là chưa, sau khi ngủ dậy ha, là mình đã thấy có rồi. Rồi tiếp theo hướng lan ha, rồi tính chất ở đây là mình phải làm rõ coi là qua cái việc hỏi bệnh của người ta đó ha, là nó thuộc về đau theo kiểu viêm hay đau theo kiểu cơ học, thì ở đây có chỗ nào mô tả chưa về cái tính chất của cái cơn đau này chưa. Bệnh nhân không đau nhiều về đêm nè à, và đau khi đi lại và giảm khi nằm tại chỗ. Rồi ở đây thì mình sẽ thấy nếu mà mô tả như vậy, tính chất đau như vậy thì mình sẽ nghĩ tới nó là cái gì kèm theo ha, phải coi coi là mô tả thêm là bệnh nhân có sưng có đỏ hay không nha.
sưng và nóng hay không, hay có đỏ cái vùng gối hay không. Như vậy á, thì qua cái này á, thì mình sẽ nhận thấy là bệnh nhân này theo cái kiểu nào nhiều hơn, đau có cái tính chất theo kiểu nào nhiều hơn, Theo kiểu cơ học. theo kiểu cơ học nhiều hơn đúng không, đau tăng khi đi lại và giảm khi nghỉ ngơi, được chưa, đau không có tăng nhiều về đêm. Ở đây mình sẽ thấy bệnh nhân này có thêm cái gì, người ta có mô tả đau liên tục kèm sưng, sưng như vậy đó, có phải triệu chứng sưng là bắt buộc là đau kiểu phải là đau theo kiểu viêm hay không, hay là có trường hợp nào mà bệnh nhân sưng nhưng mà không có viêm ở cái khớp đó hay không. Thì mình biết là trong một số trường hợp, ví dụ như là bệnh nhân bị thoái hóa khớp đó, thì có thể là cái khớp của người ta hơi có phản ứng chạm dịch chút xíu, nhưng mà cái tính chất đau đó không có giống theo kiểu viêm, đồng thời là mình sờ có thể là nó sẽ không có ấm, không có nóng nhiều, thì có thể đó là cái tính chất chạm dịch của trong thoái hóa khớp nha. Tuy nhiên một số trường hợp thoái hóa khớp có phản ứng viêm đó, thì cái dịch khớp của cái khớp đó nó cũng hơi viêm viêm, chứ không phải là lúc nào nó cũng sẽ đau theo kiểu cơ học. Lưu ý hai cái vấn đề đó. Rồi cường độ ha, cường độ ở đây có nghĩa là gì, mức độ đau của bệnh nhân sẽ được đánh giá theo thang điểm hồi nãy mình nói, sáng mình nói là thang điểm VAS hoặc là mức độ nhẹ, trung bình, nặng, thì ở đây chưa có thấy trong cái bệnh án này đề cập tới nha. Như vậy thì bệnh án này mình cần phải hỏi thêm bệnh nhân là đau mức độ bao nhiêu, rồi tăng giảm khi nào. Thì tăng giảm ở đây nó cũng thuộc về cái tính chất rồi nha, tính chất rồi, được chưa, là đau tăng nhiều khi đi lại và giảm khi mà người bệnh nhân nằm nghỉ tại chỗ đó, giảm khi bệnh nhân nằm nghỉ tại chỗ. Rồi và kèm theo những triệu chứng gì khác hay không, ví dụ đau này nó có ảnh hưởng, nó có làm cho bệnh nhân không, giới hạn vận động của bệnh nhân là bệnh nhân không có thể đi lại được hay không chẳng hạn. Ở đây thì thấy có nè, bệnh nhân còn đi lại được. Rồi thứ hai nữa là kèm theo những cái triệu chứng khác, ví dụ như là gì, đau này có cứng khớp hay không. Thì ở đây bạn cũng khai thác được rồi nha, có cứng khớp gối khi ngủ thức dậy khoảng 15 phút nè. Rồi đau này có kèm theo những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng của viêm hệ thống hay không, ví dụ như là sốt và những cái dấu hiệu kèm theo khác, thì ở đây thì cũng chưa có thấy mô tả ha. Nếu mà được thì mình mô tả thêm. Ở đây nó có một cái vấn đề mà mình thấy rất là mâu thuẫn. Mâu thuẫn là sao? Tự nhiên ở đây cách nhập viện 3 ngày thì mô tả đó, rồi xong rồi sau đó khoảng 30 phút thì bệnh nhân thấy đau với tính chất tương tự như trên nhưng nhiều hơn, không thể đi lại được nên nhập viện bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ. Như vậy cái này là cách nhập viện 30 phút hay là 3 ngày? Nếu mà cách nhập viện 3 ngày thì trong khoảng thời gian 3 ngày tới cái khoảng 30 phút đó là một cái quá trình gì đó, thì chưa có thấy bạn này bạn vì do cái quá trình bệnh lý đó, bệnh nhân có được xử trí gì hay không, rồi cái xử trí đó nó có giảm đau hay không, được chưa, nó có làm giảm hay không, hay là nó tăng lên, hoặc là nó giảm rồi vài giờ sau nó tăng, thì chưa có thấy mô tả. Đồng thời trong 3 ngày đó bệnh nhân có xuất hiện những cái triệu chứng gì khác hay không, với tính chất như thế nào cũng không thấy đề cập tới luôn. Như vậy các bạn lưu ý khi viết cái phần bệnh sử nó phải theo một cái thứ tự thời gian rất là logic nha. Còn ở trong đây thì mình thấy nó hơi bất hợp lý, hơi bất hợp lý về cái thời gian. Ở đây có thể là bạn đang định mô tả cái gì đó, được chưa, xong rồi sau đó rồi mới tới cái đoạn sau đó khoảng 30 phút và bệnh nhân đau với tính chất tương tự như trên, nhưng mà chắc có lẽ là do thi cử hay gì đó rồi không có thời gian, rồi mình rối mình viết thiếu, mà mình viết thiếu vậy người đọc không có hiểu được nha, không có hiểu được thì sẽ bị trừ những cái khúc này. Lưu ý cái vấn đề đó. Rồi về cái tình trạng lúc vào viện, lúc nhập viện của người ta, thì các bạn có góp ý gì về cái tình trạng lúc nhập viện này không? Tình trạng lúc nhập viện đó thì thường người ta sẽ nói là chủ yếu mình sẽ mô tả những cái triệu chứng gì các em? Nhập mô tả triệu chứng cơ năng không? Những triệu chứng cơ năng ha, những triệu chứng cơ năng thì nó sẽ là mô tả chủ yếu là những cái triệu chứng cơ năng ha, triệu chứng cơ năng của ở trong cái phần bệnh sử này nè. Ví dụ như ở trong phần bệnh sử này có bao nhiêu triệu chứng của bệnh nhân khai ra, thì ở đây thì mình sẽ coi mình sẽ viết đề cập tới những cái triệu chứng đó nha.
có những cái triệu chứng cơ năng đó thì trong cái lúc mà bệnh nhân vào viện đó, nó tăng hay giảm hay là nó vẫn như vậy, được chưa? Ngoài ra đó thì bệnh nhân sẽ xuất hiện thêm những cái triệu chứng cơ năng gì khác hay không, nha, xuất hiện thêm những cái triệu chứng cơ năng gì khác hay không. Đây ha, bệnh nhân vẫn còn đau ở cái vùng khớp gối, được chưa? Ở cái vùng gối bên phải, rồi không buồn nôn, tiểu tiện bình thường ha. Có một cái vấn đề ở đây đó là trong trường hợp, một số trường hợp thì nếu mà các em được cung cấp nha, nhớ nha, được cung cấp và các chỉ số như là sinh hiệu dấu hiệu sinh tồn nè, hoặc là một số các cái nghiệm pháp về triệu chứng thực thể thì mình sẽ bổ sung vô đây, được chưa? Sẽ bổ sung vô đây với điều kiện là được cung cấp nha, được cung cấp. Tại vì sao nói vậy? Tại vì trong một số trường hợp 21 tụi em đi thi đó thì của mình nhóm này cũng đâu có còn thi nội bệnh lý mà thì trong một số trường hợp nếu mà không có được cung cấp mà các em ghi dấu hiệu sinh tồn hay là ghi những cái triệu chứng thực thể vô đây thì coi chừng sẽ bị thầy cô bắt bẻ ở cái khúc này đó nha. Tại vì đâu có ai cũng, nếu trong trường hợp thầy cô không có cung cấp mà các em ghi vô thì có thể là người ta sẽ nói là các em lén nhìn bệnh án hay các em tự bịa ra những cái triệu chứng đó. Lưu ý ở tình trạng lúc nhập viện phải nêu rõ được những cái triệu chứng cơ năng của bệnh nhân là chủ yếu nha, coi những cái triệu chứng đó nó tăng hơn hay nó giảm đi, đồng thời lúc vào viện có xuất hiện triệu chứng gì khác hay không, và viết những cái dấu hiệu sinh tồn hoặc là những triệu chứng thực thể tại thời điểm đó mà bác sĩ khám được, ghi hồ sơ và các em được cung cấp những dữ liệu đó thì các em mới ghi vô. Rồi về diễn tiến bệnh phòng, diễn tiến bệnh phòng ở đây thì mình cũng sẽ chủ yếu là mình nói về triệu chứng cơ năng của bệnh nhân những cái triệu chứng mà trên đây nè, chủ yếu theo dõi những cái triệu chứng trên đây nè, xuống đây coi những cái triệu chứng đó nó tăng giảm hay không rồi ngoài ra nó còn triệu chứng gì khác hay không, đồng thời có thể mình sẽ xem thêm những yếu tố khác, ví dụ như là tình trạng ăn uống của người ta rồi tiêu tiểu của người ta, coi có giảm sút hay là có cái gì bất thường hay không, để mình có cái chế độ mà một hồi mình điều chỉnh nó phù hợp, được chưa? Ở đây trong cái khúc phần này thì mình sẽ thấy có một điểm là gì, còn đau vùng phối phải nhưng giảm còn 3/10 giảm còn 3/10 thì ở trên phần này thì không có thấy nhắc gì tới cái mức độ hết trơn á nhưng ở dưới đây nhắc tới mức độ 3/10 như vậy ý của bạn ghi 3/10 ở đây là bạn đánh giá theo thang điểm VAS hay là so sánh cái mức độ đau hiện tại, so sánh cái mức độ đau của ngày đó đó với mức độ đau trước khi vào viện đó. Thấy nó rối không? Nó cũng tương đối là nó rối đó. Vì vậy để tạo ra một cái sự thống nhất đó, thì tốt nhất thì ở cái phần bệnh sử thì các em cứ lượng giá luôn là mức độ đau là bao nhiêu. Dĩ nhiên nó không có chính xác hoàn toàn 100% nhưng mà nó thực sự sẽ giúp cho mình phần nào mình lượng giá được nha, mình lượng giá được coi là cái mức độ đau của bệnh nhân có nhiều hay không và qua từng ngày cái mức độ đau đó nó có giảm hay không nha. Mức độ đau cũng là một cái yếu tố mà sẽ giúp mình trong cái việc mình cho các cái thuốc giảm đau của bệnh nhân đó, tùy vào mức độ đau mà mình sẽ có sự cho các cái thuốc nha, điều chỉnh cái thuốc sao cho nó phù hợp, thì mai mốt lên học phần nội bệnh lý thì sẽ nói rõ hơn cho các bạn ở cái này nha. Rồi ở bệnh sử mức độ đau bao nhiêu, rồi tới cái diễn tiến bệnh phòng nè, đó thì mình sẽ coi cái mức độ đau đó còn bao nhiêu, dễ không? Nó sẽ tương đối nó dễ nè. Thì kêu ví dụ như là gì, bệnh sử mình thấy mức độ đau là khoảng 8/10, qua ngày thứ nhất thì mức độ đau còn 7, ngày thứ hai mức độ đau giảm còn có khoảng 3/4/10 là mình thấy là bệnh nhân này đáp ứng tốt với thuốc giảm đau nè nha. Ngoài ra đó, cái sự mà đánh giá mức độ đau đó thì cũng còn giúp cho mình trong một số trường hợp có thể định hướng được một số bệnh lý nữa nha. Rồi về tình trạng hiện tại thì ở đây các em có nhận xét gì hay không về cái tình trạng hiện tại là bạn ghi. Các bạn đọc cái tình trạng hiện tại coi. Các bạn thấy có phát hiện gì bất thường ở chỏng không?
Thầy tình trạng hiện tại nên đánh giá mức độ đau rồi. Ừ, rồi cái gì nữa? Dạ, tình trạng hiện tại mình sẽ mô tả cái gì? Triệu chứng nào? Cơ năng hay thực thể? Triệu chứng cơ năng. Triệu chứng cơ năng ha. Rồi như vậy các bạn sẽ nhìn thấy ở đây thì sao? Chờ thầy, mấy cái triệu chứng mà trước đó bạn không có đề cập tới, ví dụ như sưng. Ừ. Rồi. Còn gì nữa không? Dạ thầy, cái phần mà da niêm hồng á, bệnh nhân này đang điều trị suy thận mạn giai đoạn 3B. Giai đoạn này thì nó thiếu máu rồi, da niêm hồng có hợp lý rồi thầy. Đúng rồi ha. Nhưng mà cái phần da niêm hồng này á, sao? Thường tới giai đoạn này bệnh nhân sẽ bị thiếu máu mạng này, nên cái phần mạng khám là da niêm hồng em nghĩ là không hợp lý. Ừ, rồi như vậy đó, cái phần này nè thì em sẽ nghĩ cơ. Nhưng mà cái phần da niêm hồng này nè nó không hợp lý, nhưng mà nó sẽ nên để phần nào trong cái bệnh án của mình? Nó là triệu chứng gì vậy? Triệu chứng thực thể. Chứng thực thể, và để đây có phù hợp không? Để đây không có phù hợp ha, được chưa? Để đây không có phù hợp mà phải sao? Da niêm hồng này mình phải chuyển qua tới cái phần khám lâm sàng nha, khám lâm sàng. Còn cái vụ mà thiếu máu thì một hồi sẽ nói tiếp cho các bạn nha, nói tiếp cho các bạn. Rồi. Về cái phần tiền sử nha, tiền sử. Thì mình coi cái tiền sử như vậy nó có thiếu hay nó đủ, hay nó cần bổ sung cái gì. Hồi sáng mình có nói rồi ha, sẵn bác các bạn nói vậy là để các bạn nhớ bài trong đó, mai mốt đỡ phải học bài tiếp, cuối tuần thi rồi. Dạ thầy, theo em thì cái phần bệnh sử cái chỗ mạch dành, bệnh về mạch dành, bệnh về hô hấp hay tiêu hóa, cái đó không cần thiết phải ghi vô, tại vì nó không có cái mấy cái bất thường nên không cần phải ghi vô chỗ đó. Ừ, thì cùng lắm thì mình có thể chỉ ghi là các cái bệnh lý nội khoa khác ha, hiện chưa có ghi nhận ha, chưa ghi nhận những cái bệnh lý nội khoa khác, mình ghi chung vậy chứ mình không có cần phải ghi rõ từng cái ra. Rồi về cái tiền sử bệnh tật thì ghi vậy thì nó đầy đủ chưa thầy? Chỗ tăng huyết áp là mình phải phân tích, mình khai thác là cái huyết áp max là bao nhiêu và có điều trị thuốc liên tục hay không. Max là bao nhiêu ha? Rồi huyết áp dễ chịu là bao nhiêu? Như vậy đó ha, thì cái tiền sử bệnh tật hồi nãy mình nói rồi đúng không? Cái này tạo cái form để mai mốt mà các bạn viết á, nó dễ, các bạn đỡ bị bắt bẻ hơn á ha. Bệnh này được chẩn đoán ở đâu này, vào năm nào? Được. Rồi bệnh nhân có điều trị gì không ha? Nếu mà có điều trị thì ghi nhận cái thuốc điều trị của bệnh nhân luôn nha. Và trong một số trường hợp ví dụ như tăng huyết áp này nọ thì mình sẽ ghi luôn với huyết áp max, huyết áp dễ chịu nha, và cái thời gian các cái năm á thì mình sẽ ghi theo thứ tự nha. Thứ tự thì bạn ghi 6 năm nè, 1 năm nè, bệnh thận giai đoạn 3B thì cũng không có biết là từ cái giai đoạn nào ha. Rồi nếu mà bệnh thận giai đoạn 3B đó thì mình cũng nên, nếu mà được á, nên bổ sung thêm ha, cái nồng độ creatinine trong máu ha, hoặc là cái độ lọc cầu thận của cái lần gần nhất để mình xét nghiệm của cái lần này nữa để mình xem coi là có đúng như vậy hay không chưa, và cái chức năng thận nó có suy giảm nữa hay không. Rồi còn về những cái tiền sử bệnh lý khác á, thì các bạn có thể ghi chung một câu như vậy ha. Rồi đối với những cái trường hợp mà bệnh lý khớp mà có tiền sử á, cái này thì chưa có ha, chưa có ghi nhận những cái triệu chứng khớp hay bệnh lý khớp đi qua ha. Nhưng mà nếu mà trường hợp á, mà có cái tiền sử những cái triệu chứng đau xương khớp á, thì hỏi coi ha, có sử dụng các cái thuốc giảm đau hay không, được chưa? Rồi như là corticoid hay là NSAID, hoặc là các cái thuốc nam, thuốc bắc, thuốc không rõ loại gì đó thì cứ cứ ghi ra nha. Rồi
về những cái thói quen ha. Thói quen thì hồi sáng mình đã nói về thói quen gì nhớ không? Dạ, thói quen dinh dưỡng, thói quen vận động, mức sống với sử dụng thuốc đó thầy. Rồi. Về thói quen dinh dưỡng ha, ở đây hồi sáng mình có nói ha, coi bệnh nhân có ăn chay trường hay không nè, ngoài ra mình nên hỏi thêm cái gì nữa. Thói quen ăn thịt của bệnh nhân này. Thói quen hỏi coi là bệnh nhân có ăn chế độ ăn có nhiều đạm hay không nè, đúng không? Rồi gì nữa? Trong chế độ ăn bệnh nhân có bổ sung canxi hay vitamin gì không? Tại vì bệnh nhân là 69 tuổi rồi. Bệnh nhân có uống gì? Uống sữa hay không ha, rồi có bổ sung nhiều cái thức ăn mà có chứa nhiều canxi hoặc là uống thuốc viên canxi rồi đó, hoặc vitamin D hay không, được chưa? Rồi chế độ ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng hay không nha. Rồi trong trường, rồi thứ hai nữa là thói quen gì? Thói quen vận động. Thói quen vận động ha, thói quen vận động thì mình sẽ coi coi là nhân này ha, có lao động thời trẻ hay không, lao động nặng thời trẻ hay không ha, rồi có thói quen là gì, mang vác vật nặng hay không, thường xuyên ở tư thế xấu hay không. Được. Ví dụ như là một bệnh nhân á, mà bị thoái hóa khớp đi, thoái hóa khớp gối đi ha. Trong trường hợp này có khả năng, được chưa, thì coi coi là bệnh nhân có những cái tư thế xấu với cái khớp gối, ví dụ như là gì, thường ngồi xổm ha, ngồi xổm, được chưa, ngồi xếp bằng hoặc là gì, ngồi có cái ghế mà thấp á, ha, thì những cái tư thế đó, hoặc là gì thường xuyên mà một số trường hợp á, mà ở độ tuổi trẻ hơn mà leo lên cầu thang á, ha, leo xuống cầu thang đó ha, thì mấy cái tư thế đó thì cũng là tư thế xấu với cái khớp nha. Rồi ngoài ra thì coi coi là bệnh nhân này cái vận động thì có ít vận động hay không nha, lối sống có tỉnh táo ít vận động hay không, được chưa, để mình coi có cái nguy cơ loãng xương hay không. Rồi à, ngoài ra thì hỏi thêm mức sống ha, mức sống rồi và thói quen sử dụng thuốc ở trên nha. Rồi đối với thói quen dinh dưỡng thì một số trường hợp thì mình sẽ hỏi thêm là thói quen uống rượu bia thuốc lá cà phê nha. Uống rượu bia cà phê, ví dụ như uống rượu bia mà lớn hơn khoảng 14 đơn vị rượu bia một tuần thì có một đơn vị thì khoảng khoảng 2/3 cái ly, người ta sẽ tính là một cái đơn vị rượu nha, thì nó cũng là những cái yếu tố nguy cơ của loãng xương, được chưa? Có hút thuốc lá hay không, vì là nếu mà ở nam giới nha, tại vì sao, hút thuốc lá nó cũng sẽ là yếu tố nguy cơ của nhiều cái bệnh lý khác nữa, ví dụ như là cái gì, viêm khớp dạng thấp nè, hoặc là viêm khớp cột sống dính khớp á, thì người ta nhận thấy là ở những cái bệnh nhân mà hút thuốc lá thì nó sẽ làm gia tăng nguy cơ khả năng tiến triển của những cái bệnh này. Đồng thời nếu mà bệnh nhân được chẩn đoán rồi đó mà vẫn uống thuốc, hút thuốc lá đó, thì cái khả năng mà điều trị ha, mà diễn tiến của bệnh nó sẽ cao hơn so với những cái bệnh nhân mà ngừng hoặc không hút thuốc lá. Rồi thì sự sản phụ khoa thì mình coi coi là ba ra bao nhiêu, bệnh nhân đã mãn kinh chưa và mãn kinh năm bao nhiêu tuổi. Đây thì mình thấy là bệnh nhân mãn kinh năm 50 tuổi này ha. Rồi về gia đình, nhất là khi mà nghi ngờ những cái bệnh lý mà khớp miễn dịch thì hỏi coi có ai có các bệnh lý về cơ xương khớp liên quan hay không nha, hoặc là có ai mà có những cái tiền sử mà về gãy xương sau loãng xương, nhất là cha mẹ và anh chị em ruột, vì đó cũng là những cái yếu tố nguy cơ loãng xương, được chưa? Như vậy ở cái phần tiền sử này thì bạn cũng viết cũng tương đối là rõ ha, cũng tương đối là đầy đủ, với yêu cầu một cái bệnh án viết trong khoảng 1 tiếng rưỡi thì nó cũng không có gọi là ít quá. Rồi về thăm khám thì hồi nãy bạn nói ha, khám thẩm tra ở một cái bệnh nhân này nghi ngờ
bệnh thận mạng thì mình coi da niêm. Nhưng mà các bạn nhớ lại ha, là đối với những bệnh nhân mà bị bệnh thận mạng đó thì sẽ có thể có thiếu máu, nhưng mà cái mức độ thiếu máu của nó ha, thiếu máu của nó thì sẽ nói chung là nó sẽ tương ứng với cái mức độ mà nặng của suy thận ha. Thường người ta thiếu máu từ độ 4, giai đoạn 4 trở lên đó, thì mới có cái tình trạng thiếu máu rõ ha. Còn trên đó thì có thể là sẽ không có ha, không có rõ thiếu máu. Hoặc là nếu mà cái mức độ thiếu máu, nếu mà mình gặp bệnh nhân mà mình chỉ thấy là bệnh thận mạng giai đoạn 3A thôi mà thấy da niêm nhợt nhạt rồi, thì coi chừng là có phải là bệnh thận mạng giai đoạn 3A hay 3B hay không. Nó có thể là ở cái độ cao hơn, hoặc là có một cái nguyên nhân nào khác gây chảy máu ở trên bệnh nhân hay không. Đó là những cái vấn đề mà mình cần lưu ý. Rồi xét trên cái khía cạnh mà của cơ xương khớp nữa đó, thì mình phải coi cái thể trạng của người ta ha, coi có gầy hay là béo. Tại vì mình biết hai cái bệnh lý là thường gặp ở người cao tuổi, nhất là ở bệnh nhân này, đó là loãng xương và thoái hóa khớp. Thì xu hướng của loãng xương là bệnh nhân sẽ có BMA thuộc loại gì đó các bạn, cao, thấp hay là trung bình. Thoái hóa khớp á, thì thường á, sẽ gặp ở những cái bệnh nhân có BMI cao hay thấp. Suy nghĩ thử coi. Đây là cao à? Cao là trong trường hợp nào? Là trong trường hợp thoái hóa. Thoái hóa, còn loãng xương thì sao? Cũng cao luôn hả? Nghĩa là xương là BMI thấp. Loãng xương BMI thấp ha. Thông thường đó ha, thì những bệnh nhân loãng xương thì cái BMI thấp nó cũng là cái nguy cơ của bệnh nhân loãng xương á ha. Và các em đọc một số tài liệu ha, hoặc là một số tài liệu có ghi đó ha, yếu tố nguy cơ loãng xương á, thì người ta cũng sẽ có ghi ha, hai dòng ha. Một dòng đó là cái gì? Kém phát triển nha, kém phát triển thể chất nè, từ nhỏ nè, chưa suy dinh dưỡng, còi cọc ha, nó sẽ là cái nguyên nhân mà làm cho cái khối lượng xương đỉnh lúc khoảng độ tuổi 20-30 á ha, thấp. Và đây là cái yếu tố nguy cơ loãng xương quan trọng nhất. Được. Rồi thứ hai nữa đó, thứ hai nữa ha, yếu tố nguy cơ loãng xương mà mình cần lưu ý cái BMI nữa ha, là đối với những người mà thể trạng gầy, thường là BMI dưới 18,5 được chưa kg trên mét vuông, thì nó cũng là một cái yếu tố nguy cơ của loãng xương ha, mà mình cần lưu ý cái vấn đề đó. Rồi đối với những cái trường hợp mà BMI cao ha, thì sẽ gia tăng cái tỷ lệ thoái hóa khớp, đặc biệt là khớp gối ha, gia tăng cái tỷ lệ thoái hóa khớp gối. À, vì cân nặng càng cao thì cái trọng lực của cơ thể đó nó dồn vào hai cái khớp gối càng nhiều. À, và cái khả năng mà thoái hóa khớp đó, nó sẽ càng cao. À, ví dụ mai mốt mà đi thi trắc nghiệm thì thấy yếu tố nguy cơ loãng xương mà béo phì à, thì là đó là sai rồi đó. À, hoặc là gì? À, sự khác biệt ha, trong cái chỉ số cân nặng đó à, giữa hai cái bệnh lý nào nó sẽ đối lập với nhau thì mình biết là loãng xương và thoái hóa khớp nha. Rồi đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân cơ xương khớp, đặc biệt đó là có nguy cơ mà có uống sử dụng thuốc không rõ loại, thì mình phải khám ha, để mình xác định coi bệnh nhân này có cái hội chứng cơ xương hay không. Ở trong trường hợp này thì bệnh nhân không có sử dụng thuốc, đồng thời thì mình mô tả qua sơ qua cái này thì mình sẽ không có thấy ha, không có thấy là mô tả những cái triệu chứng của hội chứng cơ xương. Rồi về khám cơ xương khớp thì sao? Khám khớp thì hồi sáng mình đã coi cái bài khám khớp gối phải, khám khớp gối rồi. Mình sẽ làm cũng theo thứ tự ha. Mình nhìn trước, đã chưa sờ. Yeah. Rồi mình khám vận động khớp và các cái biện pháp liên quan. Như vậy thì mình thấy ở đây ha, cũng không có đủ lắm, chỉ không có đủ lắm. Bây giờ mình cho khoảng 5 phút các bạn tự ghi ra giấy coi mình sẽ cần nhìn cái gì, sờ cái gì, vận động cái gì.
biện pháp liên quan là cái rồi ở đây mình sẽ xin, nếu mà mình nhìn thì mình sẽ nhìn cái gì, mình sẽ quan sát cái gì á. Dạ thầy nhìn hai đầu gối coi cử có căng xứng với nhau không, so sánh hai đầu gối với nhau và so sánh hai trục chi dưới với nhau. Mình nhìn trục ha, mình nhìn trục được chưa, trục chi nó như thế nào, rồi mình nhìn cái gì nữa, so sánh hai bên mình nhìn coi là nó có cân đối với nhau hay không ha, hay là nó có teo hay không, rồi nhìn cái gì nữa. Dạ thưa thầy, thì theo em thì cũng cần quan sát cái màu sắc da thì có vết xước huyết, vết bầm hay vết đầy xước này hay không. Màu sắc da được chưa, màu sắc da để mình xem coi là da đó ha, nó có màu gì ha, nó có đỏ hay không được chưa, nó có những cái vết bầm hay không, rồi nó có cái gì nữa. Dạ thầy, vết đầy xước thì vết tiêm chích thì chỗ về vị trí khớp hay nằm ha, tiêm chích rồi có gì lỡ dò hay không, rồi có sẹo mổ cũ hay không, à, vân vân. Rồi nếu mà được thì mình coi coi cái gì nữa, tĩnh mạch á ha, các cái tĩnh mạch nó có nổi ngoằn ngoèo, có nổi hay không, nổi ngoằn ngoèo hay không ha. Rồi mình quan sát ở đằng sau nữa đó, có những cái kén hay là nang mạch dịch hay không, à, trong đó kén mình quan trọng, mình coi là có kén bên cơ hay không. Trong một số trường hợp á, à, bệnh nhân có cái kén để cho ở cái vùng khoeo, cái nang mạch dịch ở vùng khoeo mình gọi là kén bên cơ, thì có thể bệnh nhân cũng sẽ có cái cảm giác là gì, đau mỏi ở cái vùng khớp, khớp gối ha, ở cái vùng gối. Rồi mình nhìn cái gì nữa, nhìn các khớp của cái khớp gối coi nó có bị tròn dịch, nó có đầy xung quanh cơ nè, có teo hay không ha. Rồi mình nhìn coi ha, cái vùng gối đó thì các khớp tự nhiên đó ha, các khớp đó nó có mất hay không, để mình coi coi là bệnh nhân này có khả năng ha, có nguy cơ bị tràn dịch hay không. Rồi nếu mà sờ thì mình sẽ sờ cái gì, thì em sẽ sờ nhiệt độ vùng khớp và vùng cạnh khớp. Mình sờ nhiệt độ ha, để mình so sánh cái vùng nhiệt độ của khớp và cạnh khớp ha, ở hai cái khớp hai bên coi là nó có tăng hay không, hay nó có thấy nó có ấm hơn hay nó nóng hơn hay không. Rồi và tìm các điểm đau tại khớp và cạnh khớp ấn ha, để tìm các cái điểm đau nha, điểm đau tại khớp hoặc cạnh khớp. Thầy mình có mô tả ở đây ha, ví dụ như là khớp ha, ví dụ như khớp gối phải đi, thì nó có thẳng trục hay không, hay là nó bị lệch trục nha. Rồi da không đỏ được chưa, không có vết bầm ở xung quanh ha. Rồi vùng gối không có thấy vết chảy xước, không thấy tiêm chích lỗ dò vân vân được chưa. Rồi cơ ha, vùng cơ trên và dưới khớp ha, cơ các cái vùng cơ cạnh khớp thì không có teo, hoặc là nhìn thấy nó teo nhỏ ở cái vùng cơ, vùng đùi hay gì đó ha. Rồi vẫn còn các hấp tự nhiên hay là mất các hấp tự nhiên được chưa. Rồi sau mà sau đó là sờ thì thấy nhiệt độ như thế nào ha. Rồi có các điểm ấn thì đau ha, đau xung quanh đầu khớp hay là ấn tại các cái điểm đau cạnh khớp, điểm đau nào mình nhìn thấy đau thì mình ghi ra ha. Rồi vận động thì mình coi là bệnh nhân có giới hạn ha, vận động chủ động hay không và vận động thụ động hay không nha, có giới hạn vận động thụ động hay chủ động hay không. Các biện pháp liên quan ví dụ như là gì ở đây à, thôi ở cái vùng khớp gối thì mình coi đặc biệt là gì, dấu hiệu bào gỗ nè có hay không được chưa. Rồi nghiệm pháp bật bền xung bánh kè như thế nào ha.
Rồi dấu ba đồng nếu mà mình có làm mình phát gặp bệnh xương bánh kè nha. Rồi những cái dấu khác mình phát khác ha, ví dụ như là gì, test ngăn kéo, người chơi ngăn kéo trước, ngăn kéo sau. Đó, nha. Rồi trong cái trường rồi như vậy thì trong trường hợp này thì mình sẽ thấy khớp gối không sinh nóng ha, có dấu hiệu bào gối dương tính và bệnh nhân có hạn chế hoạt động gấp duỗi gối. Tuy nhiên ở đây thì mình không biết là hoạt động này là hoạt động chủ động hay là hoạt động thụ động nha, vận động chủ động hay là vận động thụ động. Rồi về cái khám cột sống khám chi thì mai mốt ở trong cái phần các bạn sẽ có thêm bài là tiếp cận đau thắt lưng đó ha, thì cô Hiền sẽ dạy rõ cho các bạn về cái nội dung này. Những cái cơ quan khác thì mình chưa thấy bất thường ha, chưa thấy bất thường. Rồi như vậy mình sẽ đi qua cái phần tóm tắt bệnh án luôn nha. Tóm tắt bệnh án: bệnh nhân nữ 69 tuổi vào viện vì lý do đau vùng gối phải ha, qua hỏi bệnh sử, tiền sử và thăm khám lâm sàng ghi nhận triệu chứng cơ năng đau kiểu cơ học vùng gối bên phải ha, hai chấm là đau liên tục không lan kèm sưng, đau khi đi lại giảm khi nghỉ ngơi ha, không đau nhiều về đêm, chờ không đau khi thời tiết trở lạnh, các dấu hiệu cứng khớp buổi sáng. Như vậy khúc này thì mình sẽ viết sao cho nó hợp lý hơn nè, bạn cũng viết hợp lý rồi đó, nhưng mà mình sẽ chỉnh lại chút xíu ha, là triệu chứng tại khớp, được chưa, triệu chứng tại khớp. Hai chấm rồi mới tới là triệu chứng cơ năng. Rồi ghi ra ha, đau cái vị trí đau là đau vùng gối ha, bên phải. Rồi tại vì mình đã xác định ở đây là đau tại khớp rồi chứ không phải là đau cạnh khớp ha. Rồi theo kiểu cơ học mình phải đưa cái vị trí ha, cái vị trí lên trước này nha, rồi theo cái kiểu gì đó. Rồi hai chấm thì các bạn có thể giải thích ra và kèm theo những cái triệu chứng khác ha, kèm theo ví dụ như là gì, cứng khớp sáng dưới 15 phút ha, rồi giới hạn hoạt động gì đó, được chưa. Rồi rồi xong rồi sau đó thì mới tới là cái gì, triệu chứng thực thể là cái gì, mình sẽ thấy ha, là dấu hiệu bào gỗ dương tính, dấu bật bệnh xương bánh chè âm tính để chứng minh là không có cành dịch khớp ha. Rồi vận động như thế nào, có trong giới hạn bình thường hay không ha, và vận động thụ động như thế nào, có bị giới hạn hay không. Rồi sau đó thì mình sẽ tới là các triệu chứng khác, ví dụ như nếu mà bệnh nhân có hội chứng cấp sinh, ở đây là ví dụ thôi nha, các bạn có thể ghi hội chứng cấp sinh vô. Rồi những cái triệu chứng của cơ quan khác ha, triệu chứng cơ quan khác thì ghi vô. Về phần tiền sử ha, tiền sử thì mình nói rõ ra nha, tăng huyết áp là bao nhiêu năm, có điều trị liên tục hay không, đái tháo đường bao nhiêu năm, điều trị liên tục hay không, được chưa. Mình ghi chung chung vậy là đôi khi nha, đôi khi thầy cô sẽ không có đọc hết cái bệnh án này đâu nha, mà người ta sẽ chủ yếu tập trung vào cái phần tóm tắt bệnh án nè và cái bệnh sử. Ở đây mình không có ghi rõ thì có thể là thầy cô sẽ không có cho mình cao đó. Mình ở đây mình ghi tóm tắt bệnh án, nó là tóm tắt nhưng mà sao không có nên mà ghi ít quá nha, mà mình ghi với cái số lượng vừa phải, không dư không thiếu, tóm tắt toàn bộ cái bệnh án trong cái trang giấy của mình nha. Thì lưu ý ví dụ như những cái phần bệnh này thì có thể ghi là bệnh nhân có uống thuốc đầy đủ liên tục hay không, để khi mà người ta nhìn vô đó thì người ta biết ha, là ở trên bệnh nhân này thì cần sẽ phải điều trị thêm những cái gì. Rồi nếu mà bệnh nhân có những cái yếu tố nguy cơ loãng xương á, các bạn có thể bổ sung vô thêm ha, một vài tờ dòng các cái yếu tố nguy cơ loãng xương cho nó chấm ra. Rồi như vậy đó thì ở đây mình sẽ thấy nè, là một cái bệnh nhân ha, một bệnh nhân đau một khớp, đó là đau khớp gối phải, đúng không?
theo kiểu cơ học kèm theo những dấu hiệu, ví dụ như là cái gì cứng khớp dưới 15 phút buổi sáng ha, và dấu hiệu bào vỡ dương tính. Tiền sử thì bệnh nhân mới bị lần đầu, mới bị lần đầu rồi, và bệnh nhân này tương đối là lớn tuổi rồi nha, và bệnh nhân không có chấn thương gì trước đó. Thì ở đây ha, thì nguyên nhân mà đau theo kiểu cơ học có những cái nguyên nhân ví dụ như là cái gì thoái hóa khớp ha, một cái chấn thương ha, rồi ví dụ như là cái gì những cái dị tật bẩm sinh. Nhưng mà ở đây thì tới 60 mấy tuổi bệnh nhân mới bị nha, 60 mấy tuổi bệnh nhân mới bị kèm theo những cái triệu chứng này, được chưa? Thì mình sẽ nghĩ, mình sẽ hướng nhiều nhất là bệnh nhân này với một cái chẩn đoán là cái gì các bạn? Thoái hóa. Thoái hóa ha. Mình nghĩ nhiều hơn là một cái nguyên nhân là thoái hóa khớp ha. Nói chung là cái bệnh này nó cũng tương đối là dễ đó ha, cũng không có phải chẩn đoán phân biệt lắm, được chưa? Ví dụ như một số trường hợp có thoái hóa khớp mà có phản ứng viêm, viêm nhiều tại cái khớp đó, thì các bạn còn phải phân biệt với những cái nguyên nhân viêm nhiễm nữa. Rồi trong trường hợp mà mình nghi ngờ thoái hóa khớp thì đó các bạn đó là chúng ta sẽ thực hiện cái cận lâm sàng nào mà giúp cho có thể giúp cho cái việc chẩn đoán thoái hóa nó trở nên dễ dàng hơn. Dạ em X-quang. X-quang đúng không? Mình sẽ cho bệnh nhân chụp X-quang khớp gối ha, phải theo hai chiều thế thẳng nghiêng. Và nếu mà các em đề nghị như vậy á, thì các bạn sẽ mong muốn ha, mong muốn là trong cái trường hợp mà như cái bệnh lý thoái hóa khớp á, ha, thì nó sẽ trả về kết quả cái X-quang khớp gối thì có những cái dấu hiệu nào giúp cho mình có thể chẩn đoán được là bệnh nhân này có thoái hóa khớp. Hẹp khe khớp gối. Hẹp khe khớp, rồi. Biết có gai xương thì. Gai xương, rồi. Đặt xương dưới sụn thì. Sao đặt xương dưới sụn ha. Đây là ba cái dấu hiệu cơ bản nha, ba cái dấu hiệu cơ bản của một cái bệnh nhân mà thoái hóa khớp ha, ba cái dấu hiệu cơ bản mà cần phải tìm ở trên bệnh nhân mà thoái hóa khớp, coi có hay không, ngoài ra còn có những cái dấu hiệu khác nữa nha. Rồi trong trường hợp này nè, bạn có đề nghị là chụp cộng hưởng từ khớp gối, như vậy các bạn có nghĩ là có cần thiết phải chụp không? Dạ thưa thầy, theo em thì không cần thiết phải chụp, thầy chừng nào mà làm test gần cái eo gối trước sau mới nếu mà có triệu chứng giãn chụp. Ừ, trong trường hợp này á, thì mình cũng chưa có cần thiết phải chụp cộng hưởng từ khớp gối ha. Trong trường hợp nào mà mình nghi ngờ bệnh nhân mà có tổn thương dây chằng nè, gân cơ mà mình điều trị một thời gian không có giảm đó ha, hoặc là tổn thương mà đứt, tổn thương những cái dây chằng chéo trước chéo sau, thì mình mới nên chụp cộng hưởng từ khớp gối. Hoặc là bệnh nhân mà thoái, mình chọn đến thoái hóa khớp nhưng mà bệnh nhân có cái phản ứng tràn dịch khớp nhiều, và sau khi rút á, rút dịch rồi cái dịch khớp nó tái lập nhanh, mình nghi ngờ là có một cái bệnh lý khác, thì mình mới có thể là chụp cộng hưởng từ hoặc là siêu âm khớp ha. Còn trong trường hợp mà chỉ nghi ngờ nó là một cái thoái hóa khớp thông thường thôi đó, thì bước đầu tiên của mình đó thì không có nên chụp cộng hưởng từ khớp gối ha, hoặc là siêu âm, được chưa? Rồi trong trường hợp này các bạn có thấy là bệnh nhân này được đo mật độ xương là hợp lý hay không? Hợp lý hay không? Dạ hợp lý, bệnh nhân cũng lớn tuổi. Hợp lý ha, hợp lý, tại vì bệnh nhân này là 69 tuổi rồi, là có chỉ định đo mật độ xương rồi. Hay như vậy đó, hồi sáng có nói các bạn đó, các bạn phải về các bạn coi và chỉ định đo mật độ xương ở bệnh nhân ha như thế nào, để mình có thể mình có cái hướng mà mình cho được. Ví dụ như trong trường hợp bệnh nhân không phải 69 tuổi, bệnh nhân mới 60 tuổi thôi, hoặc bệnh nhân mới 58 tuổi thôi, thì trong trường hợp đó thì khi nào bệnh nhân sẽ nên đo mật độ xương đó, cái đó thì mình cần phải tìm hiểu để mình có thể biện luận được nha. Rồi những cái cận lâm sàng này thì các bạn có thấy là mình còn thêm những cần thêm những cái cận lâm sàng gì khác nữa không? Thầy ơi, độ lọc cầu thận nữa thầy. Tại bệnh nhân creatinine đó nha, creatinine nè. Từ creatinine thì mình sẽ tính ra độ lọc cầu thận.
bệnh nhân này có tăng huyết áp nè, có đái tháo đường nè, nha, có bệnh thận mạng nè. Hồi nãy mình nói rồi, không chỉ là cho những cái xét nghiệm cận lâm sàng mà liên quan tới cơ xương khớp, mà mình còn phải cho những cái cận lâm sàng mà liên quan tới những cái bệnh lý kia nữa chứ. Ví dụ tăng huyết áp thì sao, nên cho thêm những cận lâm sàng nào trong trường hợp này, đái tháo đường nên cho những trường tăng cận lâm sàng nào, cho bệnh thận mạng thì ngoài creatinine ra thì cái này bạn ghi là bệnh thận mạng luôn đó. Thì ngoài đo độ lọc cầu thận ra thì mình có thể làm thêm cái xét nghiệm nào để mình coi coi là thận của bệnh nhân này nó tốt hay nó còn teo, được chưa? Đái tháo đường thì mình coi cái cận lâm sàng nào, coi coi là đường huyết có cao hay không, có kiểm soát tốt trong vòng 3 tháng hay không, rồi những cái bilan lipid, được chưa? Hoặc là tăng huyết áp thì mình coi coi có những cái dấu hiệu tổn thương cơ quan đích hay chưa, thì những cái cận lâm sàng nào các bạn về các bạn coi lại nha, chứ không phải là chỉ bao nhiêu cái đây thôi. Rồi, rồi cái bệnh án này thì các bạn thấy như sao? Đối với 1.5 tiếng thì đây nó cũng ok nha, nhưng mà nó cũng thiếu nhiều đó, mà cái vòng cơ sở thì nó không có yêu cầu phải cao quá, càng cao thì càng tốt, nhưng mà như vậy thì cũng ok rồi. Các bạn có cái xui là các bạn không có được khám mà làm bệnh án giống như vậy ha. Mà thi mai mốt các bạn thi tình huống, thì tình huống thì nó sẽ là chấm theo ý, chấm theo ý, ví dụ ba em đó đấy thì sẽ chấm là ví dụ có ý đó thì được bao nhiêu điểm, 0.25, 0.5 gì gì đó, thì phải làm có ghi những cái ý đó mới chấm điểm. Nên nó cũng các bạn cần phải học anh nhớ chặt chẽ để ghi mấy câu mà thiếu và bị trừ điểm đó. Nhóm tuần trước học thấy thiếu cũng nhiều á, viết thiếu nhiều. Rồi có gì không, có ai có thắc mắc gì không? Thầy cho em hỏi chỗ sinh quá máu này. Ở cạnh đề nghị cảm ơn. Đang định nói ở đây nè, nha. Để kêu nói mà quên mất tiêu. Cái sinh hóa máu này là cái xét nghiệm, biết bao nhiêu cái xét nghiệm sinh hóa máu nha, không có được ghi chung chung sinh hóa máu. Chưa, bị giải đồ nó cũng là một cái sinh hóa máu vậy. Ha, gluco cũng là sinh hóa máu vậy. Được chưa? Rồi gì nữa, chức năng gan, chức năng thận cũng sinh hóa máu vậy. Chưa, nó có cả trăm cái xét nghiệm hóa sinh hóa máu, mình phải ghi rõ ra cái đó là cái xét nghiệm nào. Nếu bây giờ chẳng lẽ cho sinh hóa máu là làm cả biết hết tất cả những cái xét nghiệm sinh hóa hay sao? Được chưa, sinh hóa máu đó là tên của một nhóm xét nghiệm bao gồm những cái xét nghiệm khác. Được chưa, nên không có được ghi là cái xét nghiệm sinh hóa máu ở trong cái đề nghị cận lâm sàng nha. Rồi, cảm ơn bạn, quên mất cái khúc này. Và đề nghị cận lâm sàng á, các bạn muốn cái bệnh án chặt chẽ hơn á thì sao, cận lâm sàng giúp chẩn đoán, rồi hoặc chẩn đoán phân biệt nha, cận lâm sàng giúp chẩn đoán phân biệt, rồi cận lâm sàng gì hỗ trợ cho việc điều trị, ghi ra chú ý cái vấn đề đó, ghi theo nhóm vậy thì người đọc sẽ dễ hiểu hơn. Rồi, và khi mà đề nghị cận lâm sàng á thì các bạn phải có giải thích, có thể là đứng trên ví dụ những cái nhóm vấn đề đó thì em sẽ đề nghị những cái cận lâm sàng gì, được chưa? Nếu mà có thời gian nữa thì có thể giải thích luôn là với cận lâm sàng đó thì em mong muốn có cái kết quả như thế nào. Thì nếu mà bạn làm được tới mức độ đó đó, mặc dù là cái ba rem điểm không có nhưng mà sẽ có điểm cộng á, nếu mà các bạn làm được như vậy thì cô sẽ cộng thêm điểm cho các bạn.